Giá heo hơi hôm nay ngày 28 tháng 6 tăng cao nhất 3.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay ngày 28 tháng 6 tăng 1.000 đến 3.000 đồng mỗi kg. Do mức giảm chưa nhiều nên nhìn chung giá nhiều loại thức ăn công nghiệp phục vụ chăn nuôi heo vẫn còn ở mức rất cao. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tăng cao nhất 2.000 đồng mỗi kg. Theo ghi nhận, giá heo hơi ở khu vực miền Bắc tăng 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg. Cụ thể, sau khi nhích nhẹ một giá, thương lái tại Yên Bái và Lào Cai đang cùng thu mua heo hơi ở mốc 62.000 đồng mỗi kg. Đây cũng là mức giao dịch được ghi nhận tại các tỉnh Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình sau khi tăng 2.000 đồng mỗi kg. Tỉnh Thái Nguyên điều chỉnh tăng 1.000 đồng mỗi kg lên ngưỡng 63.000 đồng mỗi kg, cùng với Hưng Yên và Thái Bình. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giao động trong khoảng 62.000 đến 63.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 62.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 62.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 62.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 63.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 62.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 63.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 62.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 63.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 62.000 đồng mỗi kg. Vĩnh Phúc là 62.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 62.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 62.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 62.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên tăng 1.000 đến 3.000 đồng mỗi kg. Thị trường heo hơi miền Trung, Tây Nguyên tăng từ 1.000 đồng mỗi kg đến 3.000 đồng mỗi kg. Theo đó, 60.000 đồng mỗi kg là mốc giá heo hơi tại Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định sau khi tăng 1.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi tại Nghệ An và Hà Tĩnh là 62.000 đồng mỗi kg, tăng tương ứng 1.000 đồng mỗi kg và 3.000 đồng mỗi kg. Hiện tại giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 58.000 đến 62.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 62.000 đồng mỗi kg. Nghệ An là 62.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 62.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 60.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 62.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 59.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 60.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 60.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 60.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 59.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 60.000 đồng mỗi kg. Đắk Lắk là 58.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 59.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 60.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam lặng sóng. Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không có thay đổi mới. Hiện tại mức giao dịch cao nhất khu vực là 61.000 đồng mỗi kg, đang có mặt tại Đồng Nai và Long An. Các tỉnh thành còn lại duy trì giao dịch ổn định trong khoảng 58.000 đến 60.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 58.000 đến 61.000 đồng mỗi kg. Cụ thể, giá heo hơi tại Bình Phước là 60.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 61.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 60.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 60.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 60.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 60.000 đồng mỗi kg, Long An là 61.000 đồng mỗi kg. Đồng Tháp là 58.000 đồng mỗi kg, An Giang là 59.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 59.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 58.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 59.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 59.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 59.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 58.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 58.000 đồng mỗi kg. Trà Vinh là 59.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 59.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 60.000 đồng mỗi kg. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 đến 3.000 đồng mỗi kg. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 58.000 đến 63.000 đồng mỗi kg. Cập nhật thông tin giá heo hôm nay. Sau thời gian liên tục có chiều hướng tăng cao, hiện giá loại thức ăn công nghiệp phục vụ chăn nuôi heo đã giảm trở lại khoảng 5.000 đến 10.000 đồng mỗi bao so với cách này hơn một tháng. Tuy nhiên, do mức giảm chưa nhiều nên nhìn chung giá nhiều loại thức ăn công nghiệp phục vụ chăn nuôi heo vẫn còn ở mức rất cao. Hiện giá nhiều loại thức ăn công nghiệp phục vụ chăn nuôi heo ở mức 500.000 đến 550.000 đồng mỗi bao 40 kg. Theo ông Nguyễn Văn Nhẫn, chủ cửa hàng thức ăn chăn nuôi Tấn Phát ở huyện Cờ Đỏ, do giá thức ăn chăn nuôi còn cao và chăn nuôi heo cũng dễ gặp các rủi ro do dịch bệnh nên người chăn nuôi vẫn còn gặp khó khăn và chưa dám đẩy mạnh tái đàn báo cần thơ đưa tin do vậy sức tiêu thụ nhiều loại thức ăn chăn nuôi đang khá chậm hiện cả các hộ chăn nuôi heo và những người kinh doanh thức ăn chăn nuôi đều mong các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi tiếp tục có sự điều chỉnh giảm giá mạnh thêm nữa trong thời gian tới nhất là khi giá nhiều loại nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi trên thế giới đang giảm mạnh